là gói thầu được tổ chức thi công sau cùng của dự án cầu Cửa Lục 3, thi công 8 nhịp cầu bằng phương pháp lao dầm Superti bên bờ phía xã Thống Nhất. Hiện toàn bộ việc thi công kết cấu phần hạ bộ của cầu đã được hoàn thành. Đơn vị nhà thầu đang tập trung thi công lao lắp những nhịp dầm cuối cùng để đấu nối với cầu chính giữa sông, sẵn sàng hợp long toàn bộ cầu theo đúng kế hoạch. Đơn vị thi công nhà thầu Thăng Long đã thi công được 5/8 nhịp, đạt hơn 62% khối lượng. Nhà thầu đang cố gắng thi công tích cực 3K đổ bê tông hợp long mặt cầu trước ngày 15/9. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện công trình đã hoàn thành gần 90% khối lượng công việc, trong đó hạng mục cầu chính, vòng cầu chính và cầu dẫn bờ phía phường Hà Khánh đã hoàn thành toàn bộ kết cấu. Đối với hạng mục bờ phía xã Thống Nhất, hạng mục cầu dẫn thi công bằng phương pháp đổ bê tông dầm bản cứng đã hoàn thành. Các đơn vị nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống lan can hai bên thành cầu, giải phân cách giữa cầu. Riêng hạng mục thi công đường dẫn đấu nối với quốc lộ 279, điều kiện thời tiết mưa kéo dài trong thời gian qua ảnh hưởng khá nhiều tới tiến độ thi công. Đơn vị thi công là tận dụng toàn bộ cái thời gian thời tiết tốt cũng như là huy động máy móc thiết bị làm 3K để bù lại cái khoảng thời gian do là thời tiết kém thuận lợi. Cam kết tiến độ của ban quản lý cũng như là toàn bộ dự án cầu Cửa Lục 3 với ủy ban dân tỉnh thì cầu Cửa Lục 3 sẽ hoàn thành vào trước ngày 30 tháng 9. Cầu Cửa Lục 3 dài hơn 2,6 km, thiết kế 6 làn xe và là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Sau khi hoàn thành vào tháng 9 tới thì sẽ có phần quan trọng mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, thúc đẩy giao thương giữa các phường xã vùng cao với khu vực Hòn Gai của thành phố Hạ Long.